sự xuất hiện của Melvin Go là một trong những cầu thủ có thể nói là có chiều cao xuất sắc của SEA Games và bật nhảy rất xuất sắc của Sang Đinh. Sang Đinh tại kỳ SEA Games 30 được tổ chức kinh nghiệm từ anh từng dẫn dắt cái tuần vui vàng trong màu áo của Sang Hít tại VB Bubble năm 2001 đã có bóng. Tuyển tuyển đường của Phú Vinh được chuyển ra và Tân Bình sút tơ của Việt Nam đã ba điểm. Của cậu em Hậu Đình và một tỷ lệ ném phạt rất cao của cầu thủ áo số 81. 27-19. Tuy nhiên mới chỉ là hiệp thi đấu đầu tiên và chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian và chúng ta sẽ nghỉ trong giây lát trước khi đến với hiệp thi đấu thứ hai. Muốn bung con quái vật này ra. Singapore đang khá cháy ở trong giai đoạn thi đấu vừa rồi khi mà có liên tục hai pha 3 điểm. Khá là khó cho đội tuyển Việt Nam. Kuisilia, Peter Duyang. Kuisilia, một tình huống đổ cao tay và hai lượt dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Không biết đây liệu có phải là ý đồ của huấn luyện viên Singapore khi biết rằng Duyang đánh contact rất tốt nên phải cần một cầu thủ như thế này hay không. Duyang có ý hay không nhưng mà cầu thủ có được một pha bóng rất tốt của đội đôi Duyang và đưa cho đây là Kuisilia contact và đánh cổ hai điểm dành cho Việt Nam. Tiền của Duyang. Thành công. Đội trường khá khó cho đội cờ. Chưa có một tình huống đánh bóng cụ thể nào cả. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang khá là bế tắc ở trong pha tấn công. Một ngày thi đấu quá bùng nổ của Leon Quách. Và chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với nửa sau trận đấu này. Khoảng cách bây giờ chỉ là 7 điểm mà thôi. Trước đội tuyển quốc gia Việt Nam. Rồi, Điếc Cơ đã qua được người rồi. Điều không có cú rổ nào cả. Này, hiệu suất ném ba của Singapore quá cao, 63% thôi các bạn. Quý Kiệt, anh em họ Đặng. Và bây giờ thì Đặng Quý Kiệt đang có những trận đấu bắt đầu là bùng nổ rồi. Hai điểm dành cho Duy Giang. Theo kèm rất sát bởi Ngô Tuấn Trung phiên bản Singapore. Được tính rằng một tình huống đánh bằng thể hình. Chúng ta không có một tình huống đánh thoáng nào cả. Đinh thoáng và có một pha đột cổ rất tốt vào vị trí của Russell Lowe. Có lẽ nhiệm vụ của 2 phút 30 giây còn lại của đấu này chúng ta phải cố gắng rút ngắn khoảng cách. Mà Dương Hào đã có được 6 điểm. 2 điểm dành cho Justin. Rất khó khăn cho Phú Vinh. Một tình huống phản ứng rất tốt của Lâu. Victor Duyang, hai điểm rồi, chắc chắn là đi vận lên rất nhiều. Tunisia rất chống trả. Nếu như đội bóng có khả năng san bằng và vươn lên thì họ sẽ có tinh thần tốt. Nhưng nếu chúng ta không thể vươn lên mà để đối phương lấy lại điểm số thì tinh thần sẽ đi xuống rất nhiều. Đây là cú ném của Phú Vinh. Đây là một pha chọc bóng phải nói là rất thông minh của Duyang khi đã tìm được trúng điểm để chọc bóng. Khá đáng tiếc là Điều Cờ đã ném bóng ra ngoài nhưng không sao, đã tới Sang Đinh ở đó để chặn chân tất cả. Chúng tôi cần 2 điểm ở tình huống này, chỉ cần 2 điểm thôi. Victor Duyang, 2 điểm đánh dành cho Victor Duyang. Đó là 3 điểm. Bóng đây. Vâng, và kết thúc trận đấu. Bóng đã chạm nhưng các cầu thủ Singapore và thời gian đã trôi và chúng ta đã xuất sắc giành chiến thắng 84-83 trước đội tuyển Singapore. Một chiến thắng rất nhọc nhằn nhưng vô cùng xứng đáng cho đội tuyển Việt Nam.